Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm bảo đảm là khi mình đăng lên sản phẩm này rất là nhiều anh em sẽ ngỡ ngàng về cái sản phẩm mình đăng nha anh em. Đặc biệt là những anh em đang chơi cái dòng bình xăng độ Beluca hàng Supco hàng 8 nha. Đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình mới về là bình xăng con Beluca bình ga dẹp hỏng 28 dòng mẫu Supco. Dòng này là mẫu Supco nha anh em. Và cái bình này nó là gọi là cái bình giống như cái bình zin hàng Supco 99,9%. Nếu mà theo cảm quan mình là một người bán và bán rất là nhiều đồ và nhiều loại thì mình nói là cái bình này là nó gọi là giống như 100% luôn. 100% luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp này ra cho anh em xem ha. Đây, để coi nó như thế nào đây. Đây là quy cách đóng gói đó nha anh em. Đó, mẫu mã rồi nhảy trang bình zin Supco của Mỹ đàng hoàng ha. Supco hàng Mỹ ha. Đây. Giống 100% từ từng chi tiết luôn. Nói chung là giống như trang là một khuôn đổ ra nha anh em. Và đặc biệt là chất liệu là giống 100% luôn. Đó. Chúng mình sẽ mở rồi. Đi kèm theo cái này là nó sẽ có một miếng này và một con tem Supco nha anh em. Tem Supco nha. Tem Supco. Rồi, bây giờ mình mở cái bình xăng này ra mình coi như thế nào ha, để em biết là mình nói có đúng không ha. Em bao với anh em, nếu mà anh em mà cầm cái bình này lên và cầm thêm một cái bình xăng con đúng hàng zin Supco Mỹ về á, nó không khác gì đâu nha anh em. Đây, gọi là thật giả lẫn lộn, nhưng mà mình bán đồ một một, mình nói đồ một một nha anh em. Ở đây không có bán đồ mà là đồ một một và nói đồ zin được. Em bảo đảm trên thị trường cũng có rất là nhiều người đang mua nhầm cái bình này với mức giá là khoảng hôm nay 4-5 triệu. Nhưng bình này shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán là có giá là 800.000 một bình và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Cái chuyện ai bán thì kệ người ta, còn riêng đây em bán thì gọi là mình bán đồ nào thì có giá đồ đó, không có thể nào gọi là mình bán đồ A mà giá đồ B hoặc đồ B mà giá đồ C ha. Cái này mình nói là bình Supco hàng chuẩn zin 99,9%. Bình hàng Supco zin á thì nó sẽ không có cái bao bờ z ở ra cuối nha anh em. Còn những cái bình mà hàng Kenhin hồi xưa mình hay bán là bình tầm 600 thì nó cũng là giống như vậy, nhưng mà chất liệu nhôm á anh em nhìn kỹ là nó không có giống như cái bình zin Supco như thế này, và nó sẽ có cái bao bờ z bơm xăng ở ra cuối. Còn đúng như bình zin Supco thì nó sẽ như thế này nha anh em, là nó sẽ không có bao bờ z ra cuối, và ở đây nó có cái đường gọi là để cắm cái vô nhớt để cho những cái dòng xe mà hai thì cái bình này nó sẽ sử dụng được cho từ cái dòng máy là 2 thì đến 4 thì luôn. Đó. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem. Nếu mà anh em nào mà có cái bình xăng zin mua khoảng 4-5 triệu á mà đúng hàng Supco thì so sánh thì sẽ biết là nó gọi là hoàn toàn như nhau. Chung một khuôn đổ ra. Bình này thì tất nhiên là cũng dễ canh chỉnh nha anh em. Về mình cứ chỉnh canh dít lơ chính dít lơ phụ theo cái máy thôi là nó chạy ngon lành ngành đào thôi. Anh em mà chơi cái hại này á, mình nói thì có nhiều người không tin, nhưng mà ai mà đã chơi những bình xăng này và đã từng cầm trên tay thì với cái clip này mình quay cái bình này với cái chất liệu nhôm Atimon như thế này thì bảo đảm là anh em sẽ ngỡ ngàng về cái sản phẩm này ha. Bình xăng Kenhin BWK Supco chuẩn 99,9% và giá cực kỳ bất ngờ cho anh em luôn, là chỉ có 800.000 một bình và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Hàng về số lượng không nhiều, anh em nào cần cứ alo em nha. Nói về tất cả những cái mẫu bình xăng á, bên shop phụ tùng xe máy của Thắng mình gọi là cũng không là chuyên máy, nhưng mà hầu như là mình rất là rành về tất cả những cái sản phẩm này, nên anh em mà cứ cần cứ alo em ha. Bán từ bình zin tới bình nhái, bình 11, bình chuẩn 99,9%, em đều có hết. Đó, em bán cái bình này như vậy nha anh em. Bình này là size 28 nha, bình 28 chuẩn zin 11 Supco. Đó, anh em nhìn thấy không?
anh em nào mà chơi bên này thì trên thị trường thì em không biết là, tất nhiên là mình nhập về được thì cũng có vài người nó sẽ có nhập về được, nhưng mà anh em với một cái bình mà nó làm chuẩn như 99.9% này thì rất là dễ dàng. Nhiều anh em là gọi là mua hố hoặc là mua trúng cái hàng như thế này mà lại bỏ ra cái số tiền là tới 4-5 triệu, thì anh em hãy cẩn thận nha anh em. Không có gì đau xót bằng cái chuyện mà mua nhầm hàng, có nghĩa là mình mua bỏ số tiền ra thiệt là lớn, mình mua một cái sản phẩm là hàng chất lượng hoặc là đúng hàng chính hãng, nhưng mà người bán nó lại lừa mình là nó bán một cái hàng thay gọi là treo đầu dê bán thịt chó, thì giấc đó mình rất là tức giận và rất là buồn. Nên ở đây mình bán là cái sản phẩm đó, mình nói rất là rõ và cũng như là cái chi tiết đồ như thế nào, bán giá như thế nào đó. Bình zin chuẩn như zin luôn, chuẩn như zin 99.9%, bình Genhin xúc cô, bình này là 2 thì 4 thì nha. Giờ mà em bao anh em là gắn bình này nè, chạy ra ngoài đường hoặc lên xe, bình nào người ta nói bình này là phải nói là bình zin, chứ không có nói thế nào mà nói là bình này hàng 11 hay gì hết nha anh em. Tại vì em đang nhập cái bình này về, em cầm trên tay thì em biết cái bình này, nhưng mà thật sự mà khi mà dục ra ngoài đi, chắc đó em cũng gọi là 50-50, chứ cũng không dám gọi là phán là nó chắc cú là bình đó là vậy đâu, bởi vì cái bình này nó làm quá chuẩn. Mình nói đôm na là chung một khuôn hàng đổ ra nha anh em. Đó. 800.000 một bình và miễn phí giao hàng đồng quốc cho anh em luôn. Anh em nào cần cái alo em qua số điện thoại là 0933 996 332.